Nguyễn Hương và chương trình truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh thân ái chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Nguyễn Hương mời quý vị và các bạn cùng đến với những hoạt động đoàn hội đội sôi nổi trong tuần trong số phát sóng 318 kỳ này qua chuyên mục Nhịp sống trẻ. Vừa qua, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động hội thi học sinh giỏi nghề lần 5 năm 2013. Đây là cuộc thi nhằm phát huy tính sáng tạo, tăng cường khả năng chủ động tìm hiểu đối với ngành nghề được đào tạo của học sinh, cũng như tạo sân chơi học thuật cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề của thành phố. Năm nay, hội thi thu hút 500 thí sinh đến từ 30 trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề tại thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh sẽ trải qua hai phần thi lý thuyết, kiến thức xã hội và chuyên ngành về nghề dự thi và thực hành với 13 nghề gồm công nghệ lập trình trên máy điều khiển số CNC, công nghệ ô tô, tiện, điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp, cắt may, thiết kế thời trang, thiết kế website, kế toán doanh nghiệp, phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, điều dưỡng. Các thí sinh sẽ trải qua vòng thi cấp cơ sở để chọn lựa thí sinh dự vòng thi cấp thành bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2013. Ngày 8 tháng 3 năm 2013, Công đoàn cơ sở thành viên khối phong trào thành đoàn tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và tuyên dương phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2013. Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ được diễn ra sôi nổi, tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các công đoàn thuộc cơ quan chuyên trách thành đoàn như thi nấu ăn, thi bước nhảy hoàng vũ, cặp đôi hoàn hảo. Tại buổi lễ, Ban chấp hành Công đoàn bộ phận khối phong trào thành đoàn đã tuyên dương hơn 40 nữ cán bộ đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động thành đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Phong trào đã có sức lan tỏa, thu hút đông đảo nữ cán bộ cơ quan tham gia. Qua đó đã khẳng định được năng lực, vai trò của phụ nữ trong lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc, có tác động tích cực đến cuộc sống gia đình, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cơ quan thành đoàn. Ngày 9 tháng 3 năm 2013, quận Đoàn 10 phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ quận 10 tổ chức Ngày Hội Hiến Máu Nhân Đạo lần 1 năm 2013. Ngày hội đã vận động được gần 300 bạn đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu. Kết quả ngày hội đã thu được 310 đơn vị máu, qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong đoàn viên thanh niên và lan tỏa đến người dân cùng thực hiện. Vừa qua, Hội đồng đội quận 5 phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Nhà Thiếu Nhi quận 5 tổ chức liên hoan sử ca học đường năm 2013 cho các em đội viên, học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 5. Liên hoan được tổ chức thành hai vòng thi. Vòng 1 do các liên đội chủ động tổ chức đã diễn ra từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 2 năm 2013 và 7 đội xuất sắc nhất đã tham dự vòng 2 liên hoan sử ca học đường cấp quận. Các nhân vật anh hùng lịch sử Việt Nam đã được các em dàn dựng, hóa trang và tái hiện lại một cách sinh động, thu hút sự chú ý theo dõi của khán giả và ban giám khảo. Kết quả, trường trung học cơ sở Kim Đồng đã xuất sắc đạt giải A, giải B thuộc về trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Liên hoan đã tạo một phong trào ca hát rộng rãi cho học sinh, đồng thời góp phần đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước và thắp sáng ngọn lửa truyền thống hào hùng trong thế hệ trẻ, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố trong việc đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đối với việc sửa đổi hiến pháp và thi hành hiến pháp. Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2013, Hội nghị thông tin về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 cho hơn 500 cán bộ đoàn, hội, đội, chủ chốt trên địa bàn thành phố đã được tổ chức tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Bảy, trưởng phòng bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin các nội dung liên quan đến việc sửa đổi hiến pháp năm 1992. Các nội dung bao gồm sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc sửa đổi hiến pháp năm 1992, quan điểm chỉ đạo của việc sửa đổi hiến pháp năm 1992, bố cục các nội dung cơ bản của hiến pháp năm 1992, dự thảo sửa đổi năm 2013, so sánh hiến pháp sửa đổi năm 2013 với hiến pháp năm 1992.
Đây là hội nghị quan trọng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội đội nhận thức rõ mục đích, yêu cầu của việc sửa đổi hiến pháp năm 1992, các nội dung sửa đổi cụ thể, đồng thời làm cơ sở để các đơn vị tổ chức hội nghị góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 tại các địa phương, đơn vị. Trong các ngày 8, 9, 10 tháng 3, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức 5 hội nghị góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 trong trí thức trẻ là cán bộ đoàn, hội đội, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ trẻ và cán bộ công chức trẻ cùng tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp. Tại cơ sở, một số đơn vị như Quận đoàn 1, Quận đoàn 2, Quận đoàn Bình Tân, Huyện đoàn Nhà Bè, Đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn cũng đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, Ban Thường vụ quận đoàn 4 tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 với sự tham gia của gần 50 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận. Tham dự tọa đàm, 24 lượt ý kiến đóng góp với hơn 24 vấn đề xung quanh nội dung quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường đã được các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận thảo luận sôi nổi. Có thể nhận thấy, tại các hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, nhiều ý kiến đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi hiến pháp năm 1992 nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình hiện nay. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đều thống nhất với dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, đồng thời cho rằng dự thảo sửa đổi hiến pháp nên ngắn gọn nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ ý nghĩa, khái quát hết các nội dung cốt lõi mà hiến pháp đã đề cập. Bên cạnh đó, phần đông thanh niên vẫn có chung ý kiến rằng hiến pháp cần có quy định về thanh niên, cụ thể là giữ lại Điều 66 Hiến pháp năm 1992, trong đó quy định thanh niên được gia đình, nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động và giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng cần thiết phải có điều khoản quy định quyền hạn, vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bởi khi vai trò, quyền hạn của tổ chức đoàn được hiến pháp quy định, định hướng của đoàn đối với sự phát triển của thanh niên Việt Nam càng được củng cố và phát huy mạnh mẽ. Việc triển khai rộng rãi dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 thông qua các hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 đã góp phần thể hiện trách nhiệm của các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố trong việc đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp, qua đó đã cho thấy lực lượng đoàn viên thanh niên không phải là những người đứng ngoài cuộc trước những vấn đề lớn lao của đất nước, mà là lực lượng luôn xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức được vai trò quan trọng của thanh niên đối với xã hội, nhóm bạn trẻ yêu môi trường, đa phần là sinh viên, đã gặp nhau và thành lập hội Nhặt Rác Sài Thành với niềm hy vọng đem lại một môi trường sạch đẹp hơn. Khi mới thành lập, nhóm chỉ có 3 thành viên, nhưng chỉ hơn 4 tháng hoạt động, thành viên của nhóm đã tăng gần 30 người. Vào các buổi sáng Chủ nhật hàng tuần, các thành viên trong nhóm lại chia nhau ra các ngã đường, mỗi người với một túi đựng rác và dụng cụ gấp rác bắt đầu cho công việc thầm lặng của mình. Kiên trì và lặng lẽ, ngày qua ngày, họ dành một ít thời gian cho công việc nhặt rác với hy vọng hướng đến mục tiêu thành phố không rác. Em nghĩ là đây là một công việc rất là ý nghĩa và việc này là một việc rất là cần thiết. Và em nghĩ là cần phải có một nhóm người đứng lên tiên phong làm điều này để tất cả mọi người cùng suy nhìn đó và suy nghĩ. Mọi người trong nhóm muốn là dùng cái hành động của mình để kêu gọi. Không phải là chỉ nhóm Nhặt Rác Sài Thành, không phải chỉ là một cái thế hệ trẻ mà là tất cả mọi người, cả xã hội, cả đất nước cùng vào việc. Cùng bắt tay bỏ đi cái thờ ơ của bản thân mình đi, dẹp cái sự vô tâm đi và cùng hành động, cùng làm sạch. Không chỉ là cái môi trường tự nhiên mà còn là cái môi trường xã hội và môi trường sống của mình nữa. Và một trong những cái phương châm của nhóm Nhặt Rác đó chính là cái công cụ 3-0, là mình làm cho người ta không cần xả rác, không dám xả rác và cuối cùng là không muốn xả rác. Với mục đích ban đầu là tình nguyện nhặt rác, làm sạch môi trường thành phố, nhóm Nhặt Rác Sài Thành mong muốn việc làm nhỏ của mình sẽ được nhân rộng lên nữa, sẽ tác động được vào ý thức của mọi người để mỗi người dân khi ra đường sẽ chủ động tìm kiếm thùng rác, bỏ rác đúng nơi quy định, chung tay vì một thành phố văn minh. Thưa quý vị và các bạn, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác tự vệ đối với nạn cướp giật đang hoành hành, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân đã thành lập câu lạc bộ Võ Vô Vi Nam miễn phí dành cho thanh niên công nhân. Câu lạc bộ đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của các bạn công nhân tại khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
cứ 18:30 thứ ba, thứ năm, thứ bảy và sáng chủ nhật hàng tuần, rất đông các bạn thanh niên, công nhân đang làm việc tại khu chế xuất Linh Trung lại cùng nhau đến tham gia lớp võ Vô Vi Nam miễn phí. Tận dụng bãi đất trống gần văn phòng trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân, các thành viên trong câu lạc bộ đã phát quang cây cỏ, lắp mới 2-4 đèn để biến nơi đây không chỉ là nơi tập luyện mà còn là sân chơi, nơi sinh hoạt cho nhiều công nhân và cả sinh viên sau những giờ làm việc học tập căng thẳng. Câu lạc bộ chính thức khai giảng lớp từ 25 tháng 10 năm 2012. Lúc đầu lớp chỉ có 7 người, sau đó là hơn 20 người. Đến điểm tháng 11, lớp lên tới 52 học viên. Câu lạc bộ này thì nó nằm khuất ở trong một góc của cái khu chế xuất này. Cho nên là nó khó cho cái việc chiêu sinh và cũng khó cho cái việc người ta đi lại. Bởi vì cái cung đường mà đi từ cái đầu đường của lên khu nghĩa trang tới đây á, thì nó rất là nguy hiểm. Các bạn tới đây là cũng vì nhiệt huyết, vì tinh thần các bạn tới. Là cũng nói chung là các bạn cũng chung tay với chủ nhiệm để mà mình phá bớt cái đi, mình dẹp bớt đi những cái khó khăn. Đối tượng câu lạc bộ khuyến khích cho khóa học kéo dài 2 tháng này chủ yếu là nữ, đặc biệt là các bạn nữ công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các bài võ cơ bản thì các kỹ năng và những thế võ tự vệ dành cho các thành viên khi gặp tình huống bất ngờ, đặc biệt là các bạn nữ cũng đã được ban huấn luyện truyền đạt đến các bạn. Nhìn những thế võ như thế này, tuy đơn giản thôi nhưng cũng sẽ rất hiệu quả, giúp các bạn nữ khi tan ca, trên đường về, nếu lỡ không may gặp kẻ xấu thì có thể tự bảo vệ mình được. Học cái lớp võ này thì giúp mình rất là nhiều. Ví dụ như đi làm về khuya hay tan ca thì những cái đoạn đường như thế này là rất là vắng người. Mình có thể, nếu mà có gặp kẻ xấu hoặc là gặp cướp thì mình có thể tự vệ được bản thân mình. Ngoài dạy võ vào các buổi tối trong tuần, câu lạc bộ còn tổ chức các buổi sinh hoạt vào sáng chủ nhật hàng tuần để các bạn công nhân chia sẻ những vấn đề trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Trước đây thì chưa tham gia câu lạc bộ thì cứ tan ca về thì cứ nhà coi tivi, nó cũng đôi lúc buồn chán. Và từ lúc tham gia câu lạc bộ thì thấy nó vui hơn. Và sau mỗi buổi tập thì sau mỗi giờ làm việc thì tới tranh thủ tới chơi thể thao và tập luyện cùng các bạn. Thấy không khí đây nó vui, nó các bạn hòa đồng với nhau. Và sau mỗi buổi tập về có thể nó mệt, nghỉ ngơi sớm và chuẩn bị tinh thần làm việc cho ngày mai nó tốt hơn. Đến nay lớp võ có gần 30 học viên tham gia tập luyện vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và sáng chủ nhật hàng tuần tại bãi đất trống đường số 13, khu chế xuất Linh Trung 1, quận Thủ Đức với 12 thế võ Vô Vi Nam được huấn luyện bao gồm khóa cổ trước sau, khóa giắt tay, nắm ngực áo, ôm ngang hông, ôm sao, vân vân. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013, lớp võ được tiếp tục duy trì với mức học phí ưu đãi dành cho tất cả các bạn thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có mong muốn tham gia tập luyện. Quý vị và các bạn, giờ đây người dân khi tham gia lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 1A qua địa bàn phường An Phú Đông, quận 12 không còn lo lắng với những tiệm sửa xe lấy giá cao, chặt chém khách hàng khi lỡ may gặp sự cố trên đường nữa. Sự ra đời của những tiệm sửa xe tin cậy do đoàn phường An Phú Đông, quận 12 phối hợp thực hiện đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường An Phú Đông là tuyến đường huyết mạch của phường, có số lượng xe cộ lưu thông rất lớn từ các vùng miền. Việc xuất hiện tình trạng đinh tặc đã làm cho người đi đường thường xuyên bị cán đinh, gây thiệt hại về tài sản và nguy hiểm tính mạng cho người dân. Đặc biệt có một số điểm sửa xe nằm dọc trên tuyến quốc lộ có hành vi rải đinh rất tinh vi và sửa xe lấy giá cao, gây bức xúc cho người dân tham gia lưu thông và nhân dân địa phương. Trước tình hình trên, đoàn phường An Phú Đông, quận 12 đã xây dựng kế hoạch thành lập các điểm sửa xe tin cậy trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn thuộc phường An Phú Đông và triển khai rộng rãi đến các bạn đoàn viên thanh niên. Công trình không chỉ nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên mà còn nhận được sự ủng hộ của người dân. Khó khăn lúc đầu là các chủ tiệm cũng chưa có nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc mà đặt cái bảng xe tin cậy. Đó, thì sau khi mà mình tuyên truyền đó thì hầu hết thì các chủ tiệm đều nhiệt tình ủng hộ
Và sau khi mà mình đặt một số đặt bảng ở một số tiệm, một hai tiệm đó, thì một số tiệm người ta thấy được cái sự cần thiết đó, thì người ta cũng liên hệ chỗ đồng phương để mà đặt cái bảng xe tin cậy cho cái tiệm xe của họ. Để công trình được thực hiện hiệu quả, các bạn đoàn viên thanh niên đã liên hệ khảo sát các điểm giá xe trên tuyến quốc lộ và tiến hành xây dựng được 15 điểm giá xe tin cậy cùng một điểm sửa xe thanh niên. Những điểm sửa xe trên đã tạo tin cậy cho người dân khi lưu thông trên đường vì luôn lấy đúng giá và sửa đúng chỗ bị hư. Ngoài ra, đoàn phường còn phối hợp với lực lượng công an tiến hành kiểm tra, lập biên bản các điểm sửa xe không phép, đóng cửa các điểm nghi ngờ rải đinh, gắn chặt với ban điều hành khu phố và tổ dân phố, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm sửa xe có biểu hiện rải đinh và lấy giá cao. Những ngày đầu triển khai, nhiều chủ quán sửa xe còn ngần ngại khi tham gia. Nhưng khi biết được ý nghĩa của công trình, các chủ quán được ủng hộ rất nhiệt tình. Điểm sửa xe tin cậy thường đã giao, nhưng mà điểm sửa xe mình phải an toàn, uy tín cho xe khách đi đường là một. Cái hai, để người dân yên tâm đi đường. Còn một cái nữa là sửa xe nên có tính tình vui vẻ với hòa đồng với người dân. Tôi thấy người dân mà đi ngang quán tôi thì coi như bị hư xe tôi cũng xót. Nhưng mà thành ra tôi là tham gia cho phong trào để cho đỡ người dân hơn. Tuy nhiên, tuyến quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa bàn phường An Phú Đông, quận 12 khá dài. Những điểm sửa xe tin cậy lại cách khá xa nhau, nên rất khó khăn trong việc tuyên truyền cho người dân biết về công trình này. Sắp tới mình sẽ lắp thêm một số cái biển nó mới thêm, và cái bảng nó bự hơn, lớn hơn, để mà cái người đi đường thì sẽ dễ quan sát hơn. Khi mà lưu thông trên đường có sự cố, mình thấy cái bảng tin cậy thì người ta có thể vào và sửa, thì ở đây thì ta sẽ lấy cái giá nó phải chăng hợp lý, không có mà lấy cái giá quá mắc. Có thể nói việc ra đời những điểm sửa xe tin cậy với sự phối hợp giữa lực lượng đoàn viên thanh niên và lực lượng công an các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là khu phố và nhân dân, đã góp phần tạo điều kiện an toàn hơn cho người dân tham gia lưu thông khi qua đoạn đường này, đồng thời phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của lực lượng đoàn viên thanh niên phường An Phú Đông, quận 12. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên lần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần tới, phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 18 tháng 3 năm 2013 trên kênh HTV9 và phát lại vào lúc 7 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2013 trong chương trình truyền hình thanh niên trên kênh HTV7. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình truyền hình thanh niên thành phố số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận Nhất. Email truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh @gmail.com, điện thoại 083 829 8669. Nguyệt Hương thân ái chào tạm biệt.